Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Phong Phong. Hôm nay mình sẽ review video nói về trường trung cấp ballet thành phố Trà Vinh, trường của mình đang học nha. Trường trung cấp ballet Khmer tỉnh Trà Vinh, ngụ tại số 375 đường Nguyễn Du, khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh nha các bạn. Trường trung cấp ballet Khmer tỉnh Trà Vinh chính thức thành lập từ năm học 2014-2015. Trường đặt tạm tại chùa Công Phong ở thành phố Trà Vinh, đào tạo theo hình thức đặc thù gồm hệ giáo dục thường xuyên, tiếng ballet, ngữ văn Khmer và giáo lý Phật giáo cho tăng sinh học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Các hạng mục chính gồm khu học chính, khu hiệu bộ, thư viện và ký túc xá với cấu trúc một trệt ba lầu, đủ chỗ cho 150 tăng sinh học sinh học tập. Kinh phí đầu tư gần 45 tỷ đồng. Công trình đã được đưa vào hoạt động đầu năm 2019. Các bạn ơi, thì hiện tại mình đang đứng ở hội trường dành cho tăng sinh nhập hạ và cũng như chỗ để tăng sinh làm lễ bái tam bảo, cầu an, cầu siêu cho tử. Thì buổi lễ tam bảo đó được cử hành từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ rưỡi sáng và chiều từ 6 giờ cho tới 6 giờ rưỡi. Thì các bạn ơi, như các bạn đã thấy, đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là bậc A La Hán cao thượng, đấng ứng cúng, biến giác kiến tri. Ngài là một con người vĩ đại vì là ích chung của nhân loại và chư thiên. Các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng ở trong lớp học của mình. Như các bạn đã thấy, bàn ghế rất là tiện nghi, bóng đèn quạt là đầy đủ tiện nghi nha các bạn. Lớp cũng rất là rộng, đủ cho 40 tăng sinh học tập nha. Đây chữ của các bạn, nung nha, còn là cái bài học này là mình đã được học. Thì cái câu chuyện này là chuyện văn học Khmer thì mình đã được học, mình thấy rất hay các bạn. Tác giả muốn nhắn gửi cho người học phải sống tốt cho đẹp đời đẹp đạo, từng như nhân vật trong câu chuyện này nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn thăm phòng ăn nha các bạn. Đây là phòng ăn của các tăng sinh và học sinh, rất là rộng nha các bạn. Bàn ghế bằng inox chất lượng cao. Và đây là mấy em con của thầy Thái, phó hiệu trưởng trường trung cấp ballet Khmer. Tiếp theo thì mình xin cuối cùng là mình xin dẫn các bạn lên tăng xá chỗ mình ở nha các bạn. Thì các bạn ơi, cuối cùng là tăng xá chỗ phòng mình ở nha các bạn. Đây phòng mình gồm 6 giường nha các bạn, 6 giường ở 6 vị. Giường của mình bằng inox hết trơn nha các bạn. Thì đây là góc học tập của mình, thì các bạn cũng đã thấy khá là đơn giản thôi, miễn sao mình học tốt là được. Còn đọc và sách vở viết nói chung là bùng mền, gối chiếu là do nhà trường trợ cấp hết nha các bạn. Thì cuối video thì mình xin chúc các bạn an lành trong cuộc sống, vui vẻ. Ngài Hòa Thượng Thạch Sóc San, hiệu trưởng trường trung cấp ballet Khmer tỉnh Trà Vinh, có phát biểu rằng cả bà con Phật tử cũng như cán bộ dân tộc Khmer trên địa bàn đều rất phấn khởi và tự hào khi trường trung cấp ballet Khmer Trà Vinh chính thức được thành lập, và càng phấn khởi hơn khi hôm nay tỉnh tiếp tục cho khởi công xây dựng cơ sở vật chất của trường.
trường giúp cho con em đồng bào sư sãi Khmer vừa có thể học ngôn ngữ ballet, vừa học chương trình phổ thông, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc và nâng cao trình độ dân trí.